Laptop Lenovo dành cho các bạn học sinh sinh viên cùng Minh Phong đập hộp chiếc laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 14iah8 này nha. Bây giờ Minh Phong sẽ bóc hộp chiếc laptop này ra xem thử bên trong có những linh kiện này cũng như là phụ kiện gì đi kèm nhá. Ôi, nhân vật chính thì chắc là Minh Phong sẽ lấy sau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một dây sạc này. Đấy. Một dây sạc đi kèm cho chiếc laptop này. Và tiếp tục đó là nhân vật chính thì đợi một xíu nữa đi. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng này cũng như là sổ đăng ký các thứ đây đến từ chiếc laptop này. Và cuối cùng đó là chiếc laptop cũng như là nhân vật chính mà xíu nữa Minh Phong sẽ cho mọi người biết thông tin này cũng như là review về chiếc laptop IdeaPad Slim 3 này. Ôi, đúng là cái mùi mới mọi người. Mà khi mà mở chiếc laptop này ra thì đầu tiên Minh Phong sẽ thấy ngoại hình của nó này khá là mỏng, khá là nhẹ, thuộc phân khúc là 14 triệu trong dòng laptop. Thì cái chiếc laptop Lenovo này rất là nhẹ này, cũng như là siêu mỏng luôn, và rất là thuận tiện cho chúng ta khi mà mang đi lại làm việc này. Và đặc biệt như là Minh Phong đang làm việc ở bên ngoài đây. Về phần ngoại hình cũng như là thiết kế của chiếc laptop này, thì bên cạnh trái của chiếc laptop thì chúng ta sẽ có một jack cắm 3.5 này, một cổng Type-C, một cổng USB và một cổng HDMI. Và bên cạnh phải thì chúng ta lại tiếp tục có một cổng USB và một ổ cắm thẻ nhớ SD. Và bên trong của chiếc laptop này thì chúng ta sẽ có hai dãy loa, và bên trái bên phải như này, rất là to. Và sau khi mở chiếc laptop này ra thì chúng ta sẽ thấy một phần màn hình lên tới 14 inch Full HD. Và Minh Phong đang để đây là mắt độ sáng đó là 400 nits. Thì khi mà ngồi trời làm việc như thế này thì chúng ta có thể thấy những chi tiết nhỏ nhất mà mình muốn thấy mọi người ạ. Và điều đặc biệt ở chiếc laptop này nữa đó là Minh Phong đang mở đây lên tới 170 độ mọi người ạ. Rất phù hợp cho những anh em thiết kế này cũng như là các anh em văn phòng. Chiếc laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 này được trang bị con chip Intel Core i5 12450H với khả năng xử lý các tác vụ mượt mà này, cùng với đó là kết hợp RAM 16GB giúp cho anh chị em của chúng ta có thể mở nhiều tab một lúc mà không bị lo tình trạng giặc lag. Và đi sâu hơn về phần cấu hình thì chúng ta sẽ được trang bị ổ cứng SSD 512GB giúp cho chúng ta có một cái không gian này cũng như là cái dung lượng lớn để lưu trữ các file. Với phân khúc giá trong tầm 14 triệu như thế này thì các anh chị em của chúng ta sở hữu một chiếc laptop vô cùng mỏng nhẹ, có thể mang đi lại nhiều nơi làm việc mà không sợ về vấn đề trọng lượng đâu. Và nếu mà anh chị em của chúng ta đang theo dõi video này thích thì hãy thả tim này cũng như là like, subscribe và bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom nha.